3 lời khuyên cho những người làm video marketing nếu không muốn ít khách hàng tiềm năng. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Văn Toàn, nhà đào tạo kinh doanh và marketing. Tôi biết có rất là nhiều người ngoài kia làm video thì không đúng tệp khách hàng tiềm năng mà họ mong muốn. Và việc tốn rất là nhiều tiền về chi phí sản xuất video mà không mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp của họ. Và đặc biệt, trong thời gian quay thì mình tốn rất là nhiều thời gian, và vì cái lý do đấy cho nên cái doanh thu của doanh nghiệp nó sẽ ảnh hưởng. Và rất là bí ý tưởng cho nên khiến cho cái việc quay video của các bạn bị ngừng trệ rất là nhiều. Trước đây thì tôi cũng giống như các bạn, tôi thực sự là mong muốn tìm rất là nhiều ý tưởng và không biết làm thế nào cả để mình có thể tìm nhiều ý tưởng đến như vậy. Thì có đi tôi đi lên tôi tìm hiểu là có rất là nhiều ý tưởng ở trên Internet. Và tôi cũng mong muốn rằng là khi tôi làm video thì có rất là nhiều khách hàng tiềm năng đến với tôi. Và để quay một cái video thì tôi mong muốn rằng quay vừa nhanh vừa mang hiệu quả, để mang hiệu quả khách hàng tiềm năng đến cho cái video này. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 3-4 cái cách để giúp cho các bạn trong quá trình các bạn làm video hoặc là trước khi các bạn làm video để nó hiệu quả nhất, trong giúp cho các bạn có thể đỡ tốn thời gian hơn, và cái thứ hai là cái video của các bạn mang lại hiệu quả tiếp cận khách hàng tiềm năng hơn. Điều đầu tiên thì các bạn hãy lên những cái trang mạng xã hội, ví dụ như là YouTube hay là TikTok hay là Facebook, thì các bạn hãy tìm những cái người nào, những cái video nào liên quan đến chủ đề của các bạn, và các bạn xem cái lượt view của họ trên nó có cao không, hay là cái lượt comment của trên cái video đó có cao hay không, thì các bạn có thể cover lại những cái video như vậy. Các bạn cover lại và các bạn về các bạn viết lại kịch bản của họ và các bạn đưa sang của mình. Toàn không khuyến nghị là các bạn gọi là copy 100% nhé. Thì các bạn có thể là đưa cái của họ về cho mình và mình sáng tạo lên một chút, thì sẽ giúp cho các bạn có thể có nhiều lượt xem hơn và mang lại hiệu quả khách hàng tiềm năng hơn. Cái thứ hai là các bạn hãy luyện trước gương. Tại vì sao Toàn lại nói như vậy ạ? Khi các bạn luyện trước gương ấy, thì Toàn tin chắc rằng là sau 28 ngày liên tục thì sẽ giúp cho cái khẩu miệng của các bạn, hay là cái hình dáng, hay là khuôn mặt của các bạn, cái gọi là cái biểu, cái cảm xúc đấy, thì sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong quá trình các bạn quay video. Điều thứ ba là mình phải lên kế hoạch kịch bản trước khi quay video. Ví dụ như Toàn đang nói chuyện với các bạn ở đây là Toàn phải có một cái kịch bản như này. Kịch bản như này. Thì khi mà Toàn nói đến đâu thì Toàn sẽ dừng lại đến đó và Toàn sẽ chuyển tiếp sang cái phần tiếp theo. Thì Toàn sẽ nói tiếp cái phần mà nội dung của các bạn, của Toàn ở đây. Thì Toàn sẽ phân tích cho các bạn và Toàn sẽ nói ra tất cả những cái nội dung như vậy. Thì khi mà các bạn lên có một kịch bản như này ấy, thì sẽ giúp cho các bạn đỡ tốn thời gian hơn về nghĩ, về gọi là nghĩ ý tưởng. Đây là một trong những cái phương pháp mà giúp cho video của Toàn lên xu hướng đấy các bạn. Và điều cuối cùng là các bạn hãy xem những cái nỗi đau của thị trường. Nỗi đau của thị trường là như thế nào ạ? Và các bạn hãy tìm hiểu là những cái câu hỏi của khách hàng của bạn hỏi bạn hàng ngày, hay là những cái lời phàn nàn của khách hàng hỏi nói bạn hàng ngày, tâm sự với bạn, thì bạn hãy ghi vào những cái tờ nốt hoặc là ghi vào những cái tờ nốt của điện thoại, vào trong điện thoại, thì các bạn hãy tìm hiểu là cái lời phàn nàn của họ đang gặp về vấn đề gì. Ví dụ như là họ đang phàn nàn là con rất là biếng ăn, thì các bạn hãy xem là làm thế nào để có thể là giúp cho con của họ
ăn tốt hơn, thì đó là các bạn giải quyết được thị trường rồi, cho nên là sẽ giúp cho cái video của bạn lên xu hướng. Ok, sau đây thì đã bốn cái cách để giúp cho cái video marketing của bạn hoàn thiện hơn. Và Toàn mong rằng nếu các bạn mà đang làm video, đang còn thắc mắc điều gì thì hãy để lại comment. Và các bạn hãy nhớ, nếu thấy video này ý nghĩa thì các bạn hãy nhấn đăng ký và nhấn hình quả chuông, để khi mà Toàn ra video các bạn là người đầu tiên nhìn thấy. Hãy đăng ký ngay bây giờ. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. À quên, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bye bye.